Anh chào các bạn, mấy cây mới về các bạn. Anh Huệ anh mới về một chiếc máy cày Shibaura SD 2843. Đây là nông cơ Huệ nè, Long Khánh Đồng Nai ha các bạn nha. Số điện thoại là 0918338016. Đó, thì khi mà các bạn mua bán thì gọi vô số thường của ảnh, rồi gọi số Zalo, kết bạn Zalo, rồi muốn mua thì phải xem chụp hình cái máy cày, quay không có chụp hình nha, trực tiếp xem máy cày nha. Còn các bạn nào mà thấy những người mà trên mạng mà họ bán một cái giá rất là rẻ và họ chỉ có nhắn tin không nghe máy và gửi hình chứ không bao giờ mà có thể xem trực tiếp mặt hay là xem được tiếp được chiếc xe các bạn mua, thì các bạn hãy vui lòng là coi như là cái đó là lừa đảo đó các bạn. Nhiều lắm, nó nào là nông cơ thiếu máy đào, nông cơ rồi máy đào ha, cơ giới máy đào ha, rồi nông cơ châu, rồi nông cơ thuận, rồi nông cơ thành, rồi rất là nhiều cái nông cơ giả ở trên Facebook đó, và họ sẽ dẫn mình qua bên Zalo, nhưng mà họ không bao giờ gọi mình, không bao giờ gọi điện, gọi video call để gặp mặt được hay là gặp máy cày rồi được ha, kể cả Zalo mà kể cả Facebook ha. Thành các bạn bây giờ phải cảnh giác, nó lừa đảo người ta rất nhiều. Ví dụ chiếc máy cày 50 triệu nó đăng giá bán có 12 triệu thôi, một cặp bánh bây giờ mười mấy triệu rồi các bạn. Thành thử ra là các bạn đừng chiếc xe nâng mình thấy nó đăng đâu 12.500.000, trong khi cặp bánh bộ bánh của xe năng không mười mấy triệu rồi. Rồi đây, bây giờ mình nói về chiếc máy cày này ha. Chiếc máy cày này là Shibaura SD 2843. Cái model mà 2843 này á là rất là được thông dụng. Thì đời này nó có T đây là 283T là turbo ha. Turbo thì để mình xem cái mã lực của nó trên 28 không. Thông thường là những chiếc 28 turbo chỉ có 28 ngựa thôi. 28 thôi các bạn, 28T, 2843T, 2500 RTOR. 28 mã lực. Chiếc xe này á thì về tổng quan á. Ôi cha, đồng hồ điện bật chưa tắt. Nó chỉ mới chạy được có 642 giờ thôi. Nhưng mà ở bên đó có thể là chiếc xe này nó nằm ở cái vùng biển. Ở cái vùng biển thành thử ra là, hoặc là nó để ở dưới một cái tán cây. Tán cây gì đó, chim nó ỉa lên. Chim gà rồi nó ỉa lên, thành thử ra là nó ra dấu như vậy. Nó ra dấu như vậy, không phải biển rồi. Nếu biển là nó xét dưới. Này chim chóc nó ỉa thôi. Chứ còn các bạn thấy nè, nước sơn rin nè. Sơn rin từ A đến Z ha. Đó, nước sơn rin hết. Mâm vỏ rin là chưa bị là chưa bị nứt hay gì ha. Đó, nước sơn rin hết rất là đẹp, ốc còn 7 màu rồi luôn. Đó, không có ten xét gì, kể cả vỏ sau cũng còn rất đẹp ha. Mâm niền là coi như nước sơn rin luôn, từ Nhật qua. Lúc mà người ta ấy cặp vỏ về đó, người ta ghi cái số này vô nè, vẫn còn nè. Đó, những cái lồng bên trong đồ này còn rất đẹp. Xe mới về mới rửa sơ sơ thôi. Đó. Con này bên điện các bạn. Các bạn muốn làm cơ lại cũng được. Gắn cái ống cơ vô thôi là xong. Gắn cái tay cơ vô là xong. 2843 hai cầu ha, IC turbo. Đó, rất là đẹp. Hiện nay là cái giá thành máy cày nó đang rất là hạ các bạn nha, nhưng mà nó không hạ tới nhất như mấy cái bọn lừa đảo á. Nó lừa người ta, nó lấy cọc vậy mà lái á, mấy anh chàng lái á là bị lừa rất nhiều. Thấy giá nó rẻ cái để tôi hốt để về để bán lại cho người ta đó. Ở đời không có ai ngu cả. Ở đời á không có ai ngu hơn ai cả. Và ở đời á không ai khôn hơn ai cả. Ở đời không có cái gì nó ngon mà nó rẻ cả. Đây, turbo kìa. Đó, máy móc đồ còn rất mới, rất rin ha. Rin, đét đèn đẹp luôn. Từ A đến Z các bạn, chưa đụng chạm gì hết. Đó, đây mà bên trong nè, bạn thấy không? Đó, tuyệt phu mèo ha.
xẹt. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy thử ha. Trước tiên mình muốn nổ máy là mình phải về tất cả cái này mo, bởi vì nó rất nguy hiểm. Rồi mình sẽ kéo cần ga lên một chút ha. Rồi cái này nó xong tự động không ta? Rồi mình bật luôn chút xíu đi. Mình nghĩ là đời này nó xong tự động rồi. Đó, gan thi rất hiểm. Rất là ok ha. Rất là chất lượng, chắc tắt bằng chìa khóa luôn quá. Tắt thử ra, à, không được. Tắt bên này hả? Bên này. Rồi, 2843 các bạn. 2843. Rồi, rất là chất lượng ha. Máy móc đồ rất là ok rồi đó. Xương, sườn, chiếc đồ này nọ là coi như nguyên zin, là rất là đẹp, nguyên bản rất đẹp rồi đó. Ít sử dụng, mới có mấy trăm giờ thôi. Ốc còn bảy màu, vỏ không răng không gì hết, còn rất đẹp. Rồi, các bạn nào có nhu cầu thì cứ gọi cho anh chủ qua số điện thoại là 0918338016 các bạn nha. Rồi, tiếp tục mình giới thiệu thêm một con nữa. Đây là con TS1610, hai máy, một cầu. Con này thì chắc rẻ. Con này mấy chục anh? Dạ. Bao nhiêu? Hơn 30 triệu. Chúng ta có một chiếc máy cày 1600, đầy đủ dàn xới đồ này nọ đầy đủ hết ha. Một cầu các bạn, cái này về có thể dùng để gắn dàn các cỏ chục băm đồ được, dao lưỡi vẫn còn rất mới nè. Đó, vỏ lốp đồ còn nghiêm chỉnh sirin ha. Hai máy, ô thiệt kim kê, chạy mới có 1101 giờ. Rồi đây, giá hơn 30 triệu. Rồi, rất là ok ha, giá hơn 30 triệu thôi. Giá hơn 30 triệu, chúng ta có một chiếc máy cày rất là đẹp, vỏ lốp còn ngon, còn rất là ok, mâm niềng đồ tất cả nước sơn rin hết ha, sơn rin toàn bộ. Đây là anh Huệ. Máy đẹp anh? Quá đẹp. Wow, quá đẹp ha. Anh nổ máy cho em được không? Được chứ. Có bình hả? Có bình này được. À vậy ha. Ngắt số ra anh. Đây các bạn nào mua cứ việc gặp anh này ha. 0918338016 có Zalo luôn ha. Chúng ta mua là giờ phải gặp người, gặp máy đàng hoàng mới mua. Chứ còn không là đừng có mua, đừng có mà nghe mấy tụi lừa đảo. Thí dụ chiếc này hơn 30 triệu đi, nó báo giá là bán có 5 triệu không? 5 triệu mua được cái dàn sới các bạn. Đó, máy nổ quá êm, quá sướng ha. Đồng này thì nó lợi dầu lắm. Rồi, rất là ok các bạn. Mới khen ha, mới đét luôn. Ủa sao không đổ hơi anh? Trời, xe mới mà đổ. Hả? Sao máy không có hơi? Sao máy của anh không có hơi kỳ vậy? Quá mới. Hả? Quá hồng quá chắc. Quá chắc hả? Rồi, nếu các bạn nào có nhu cầu cứ việc alo với ông chủ ha, nghe tiếng nói của ông rồi đúng không? Cứ đúng người là đúng máy, mình xem Zalo vô đúng người máy mua. Đừng có lên mà nghe mấy bọn lừa đảo, nó đặt rất là nhiều cái Facebook và đặt rất nhiều tên cho nó. Rồi nó lấy hình ảnh máy cày của nông cơ này, nông cơ kia,
vòng vòng nó mang, cứ ai đăng lên trên YouTube, các bạn mua trên YouTube là an toàn nhất nha các bạn nha. Rồi, mến chào các bạn.